75.000 đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng. Đây là con số thường được gọi là ngưỡng mà tiền không còn mang lại hạnh phúc nữa. Điều này dựa vào một nghiên cứu năm 2010 mà thường bị trích dẫn sai lệch, được tiến hành bởi hai nhà nghiên cứu Daniel Kahneman và Angus Deaton. Kể từ khi được công bố, tất cả các cơ quan thông tin đa dạng đã lan truyền ý tưởng này như tiền không thể mua được hạnh phúc và tiền là gốc của tất cả điều ác, tiền càng nhiều vấn đề. Vấn đề là đó không hề đúng. Chào mừng bạn đến với video đầu tiên về chủ đề tài chính được thực hiện bởi Mắt Thế Gian. Nếu bạn thích video này, xin vui lòng nhấn like và đăng ký kênh. Điều gợi ý đầu tiên cho bất kỳ ai trích dẫn sai lệch nghiên cứu này nên là tiêu đề của chính nghiên cứu đó. Thu nhập cao cải thiện đánh giá cuộc sống nhưng không cải thiện tình trạng tâm lý tích cực hàng ngày. Điều này có nghĩa là những người có thu nhập cao không nhất thiết phải trải qua mức độ hạnh phúc hàng ngày cao hơn. Tuy nhiên, lâu dài, họ thường có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng lý thuyết tâm lý về băng truyền hưởng lạc The Psychological Theory of the Hedonic Treadmill, một phần của chủ nghĩa khoái lạc. Băng truyền hưởng lạc là xu hướng được quan sát thấy của con người khi có một mức độ hạnh phúc tương đối ổn định mặc dù có bất kỳ biến cố lớn trong cuộc sống, tích cực hoặc tiêu cực. Hãy nói một cách đơn giản, nếu bạn trúng xổ số, bạn có thể sẽ mất trí vì hạnh phúc. Nhưng khi thời gian trôi qua và bạn đã rút thẻ của mình nhiều lần hơn số lần bạn có thể đếm được, sự mới mẻ của tình huống cũng đã qua đi. Điều này không phải là do quyền lợi, mà chỉ là bản chất con người. Đây là sự thay đổi của cuộc sống của bạn. Hiệu ứng tương tự xảy ra ngược lại. Nếu bạn bị sa thải vào ngày mai, chắc chắn bạn sẽ trải qua một sự giảm sút trong hạnh phúc. Nhưng sau khi bạn thông báo tin tức cho bạn bè và gia đình và tìm được một công việc mới, bạn sẽ cuối cùng quay lại một mức độ hạnh phúc tương đối ổn định. Bây giờ có một chút thêm về nghiên cứu này ngoài một lỗi đặc biệt của tâm lý học con người. Một yếu tố khác mà hầu hết mọi người thường bỏ qua là quá trình mà các nhà nghiên cứu cuối cùng đến kết luận của họ. Nghiên cứu được tiến hành trên 709.000 hộ gia đình được yêu cầu cung cấp chi tiết về thu nhập của họ và sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến hạnh phúc con người. Bạn cảm thấy căng thẳng như thế nào? Bạn nghĩ cuộc sống của bạn sẽ nhìn như thế nào trong 5 năm tới? Bạn có hạnh phúc không? Câu trả lời của họ sau đó tạo ra một điểm số trên bảng điểm Cantor. Đó là một hệ thống xếp hạng tổng quát, xếp hạng con người từ tuyệt vọng đến thịnh vượng phát triển. Điều thú vị là nghiên cứu này cho thấy rằng Hoa Kỳ, nơi nghiên cứu này được thực hiện, nhìn chung có kết quả rất tốt ở các chỉ số hàng ngày như mỉm cười, cười lớn và sự thích thú trong các hoạt động, nhưng lại có kết quả rất kém ở các chỉ số dài hạn như căng thẳng. Trong đó quốc gia này đứng thứ 5 trong số 151 quốc gia khác nơi các nghiên cứu tương tự đã được thực hiện. Nhìn chung, 709.000 hộ gia đình đã làm khá tốt với điểm Cantrill trung bình là 6,76 trên 10, xếp quốc gia này ở vị trí thứ 9 trong số tất cả các quốc gia được nghiên cứu, chỉ sau Scandinavia, Canada, Thụy Sĩ và New Zealand. Vì vậy đừng lo lắng, tinh thần Mỹ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Nhưng đáng tiếc, đây là điều mà hầu hết mọi người hiểu sai. Thu nhập nhiều hơn không làm tăng đáng kể các chỉ số hạnh phúc dài hạn trong các hộ gia đình đang được nghiên cứu, nhưng nó thực sự không có nhiều tác động đến các chỉ số ngắn hạn nhờ vào người bạn cũ tốt bụng của chúng ta, chiếc máy chạy bộ theo chủ nghĩa khoái lạc. 75.000 đô la một năm là mức được chấp nhận chung mà tại đó tiền không trở thành cuộc đấu tranh hàng ngày, nhưng vẫn có thể là yếu tố hạn chế hướng tới các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà, thoát khỏi nợ nần, nghỉ hưu hoặc đơn giản là có một cuộc sống tốt đẹp. Hoặc ít nhất đó là kết luận được đơn giản hóa quá mức mặc dù chính xác hơn nhiều. Hơn nữa, hầu hết mọi người trích dẫn nghiên cứu này vẫn bỏ qua hai vấn đề lớn khác với con số này. Các biến và thời gian. Trong các thí nghiệm khoa học nói chung, có những biến số. Biến phụ thuộc ở đây là hạnh phúc ngắn hạn và lâu dài của một hộ gia đình. Biến độc lập là tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình. Tuy nhiên, để có mối tương quan trực tiếp trong một nghiên cứu hoàn hảo, các biến số khác phải được kiểm soát. Nghiên cứu này giả định rằng tất cả các hộ gia đình đều hoạt động giống hệt nhau. Điều này rõ ràng là không đúng. Đối với một người trẻ có chuyên môn độc thân với chi phí sinh hoạt thấp, không mắc nợ vay sinh viên, 75.000 đô la mỗi năm thực sự là cực kỳ thoải mái. Nhưng đối với một gia đình 5 người, trả hết nợ thế chấp và các khoản vay sinh viên trong suốt thời gian sống ở Los Angeles, thu nhập này sẽ hoàn toàn không đủ. Một yếu tố quan tâm khác mà mọi người có xu hướng bỏ qua là thời gian thực hiện nghiên cứu. Những kết quả này đã được công bố cách đây 14 năm và kể từ đó, do lạm phát, 75.000 đô la mỗi năm thực tế sẽ là khoảng 100.000 đô la mỗi năm, bắt đầu có vẻ giống như một chuẩn mực cao hơn nhiều cho hạnh phúc hàng ngày. Một vấn đề khác khi trích dẫn số liệu từ 14 năm trước, đặc biệt khi nó liên quan đến tài chính cá nhân của mọi người, là bong bóng tín dụng, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong năm 2008 và 2009, khi dữ liệu này được thu thập, mọi người đang trải qua một thời kỳ sa thải hàng loạt, thị trường chứng khoán sụt giảm và bị tịch thu tài sản thế chấp, tác động đặc biệt nặng nề đến tầng lớp trung lưu đầy khát vọng. Kiểm soát những điều kiện bất thường này có nghĩa là hầu hết các hộ gia đình thường sẽ hài lòng hơn mỗi ngày vì họ sẽ không bị tổn hại khi chứng kiến toàn bộ tài sản tích lũy của mình biến mất. Đó là một trong những vấn đề mà các hộ gia đình có thu nhập thấp không gặp phải. Bạn không thể mất đi sự giàu có nếu ngay từ đầu bạn chưa bao giờ có nó. Thật đáng xấu hổ khi nhân vật này đã ăn sâu vào tâm lý công chúng vì nó thực sự gây ra rất nhiều tác hại. Một nghiên cứu gần đây hơn về cùng một vấn đề đã phát hiện ra sự sụt giảm đáng kể về chỉ số hạnh phúc tương tự giữa các hộ gia đình kiếm được hơn 75.000 đô một năm. Một yếu tố góp phần đáng kể vào hiện tượng bất thường kỳ lạ này là mọi người đã nghĩ rằng họ đã đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong khi thực tế lại rất khác. Vậy câu hỏi đặt ra là bạn cần bao nhiêu tiền để tối đa hóa hạnh phúc?
câu trả lời là bất tận. Và mặc dù đây có vẻ là câu trả lời không thỏa đáng nhất, nhưng nó lại gần như chính xác. Những phát hiện từ tất cả các nghiên cứu tương tự về vấn đề này đã phát hiện ra rằng hạnh phúc tổng thể tăng theo thu nhập, trong khi những cảm xúc tiêu cực giảm mức độ tương tự mà không có bất kỳ mức ổn định nào có thể nhận thấy được ở một mức thu nhập cụ thể. Tuy nhiên, nó có mối quan hệ dẫn đến lợi nhuận giảm dần của mỗi đô la tăng thêm. Điều này có nghĩa là nếu một người tăng từ mức thu nhập 25.000 đô mỗi năm lên 50.000 đô mỗi năm thì chỉ số hạnh phúc của họ có thể tăng 50%. Nếu ai đó thêm mức tăng lương 25.000 đô la đó thành mức lương 250.000 đô la thì tác động đó sẽ ít đáng kể hơn nhiều. Hạnh phúc được hình thành khi thu nhập tăng theo tỷ lệ chứ không phải mức tăng danh nghĩa. Do đó, có lý do khác khiến bạn cần thu nhập tăng để hạnh phúc. Mọi người được cho là hài lòng nhất nếu họ nhận được mức tăng thu nhập ổn định và có thể dự đoán được thông qua tăng lương, thăng chức hoặc tăng trưởng kinh doanh. Một quỹ đạo đi lên liên tục từ mức thu nhập khiêm tốn mang lại cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần hơn nhiều so với thu nhập trì trệ hoặc giảm sút ngay cả khi ban đầu nó lớn hơn gấp nhiều lần. Điều này có ý nghĩa, việc cung cấp liên tục các phần thưởng nhỏ sẽ giúp dòng nước não hạnh phúc luôn chảy. Điều cuối cùng cần hiểu về tiêu đề này là cách dữ liệu này thực sự hoạt động. Khi các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu, họ tìm kiếm nhiều hơn một mối tương quan đơn giản. Họ cũng tìm kiếm mức độ quan trọng của dữ liệu hoặc mức độ kết quả được giải thích bởi mối quan hệ giữa những gì họ đang nghiên cứu. Trong trường hợp này, đó sẽ là mối quan hệ giữa hạnh phúc và thu nhập, trái ngược với hàng triệu yếu tố khác cũng góp phần tạo nên hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu của bài báo gốc phát hiện ra rằng mối quan hệ này chiếm khoảng 37% phương sai dự kiến, một con số rất lớn nhưng vẫn có nghĩa là 63% hạnh phúc của con người được quyết định bởi các yếu tố khác. Những yếu tố khác này là những thứ như sức khỏe, những mối quan hệ có ý nghĩa với gia đình và bạn bè, tinh thần và thậm chí những thứ có mối quan hệ tiêu cực với thu nhập như cân bằng cuộc sống công việc. Kết quả cuối cùng của điều này là một người có thu nhập khiêm tốn vẫn có thể hạnh phúc hơn một người rất giàu có, người không khỏe mạnh, cô đơn và thường xuyên căng thẳng vì công việc mà họ không thể tách mình ra. Nhưng hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu tiền để được hạnh phúc? Các nhận xét giúp ích cho kênh và sẽ rất thú vị khi xem tất cả các ý kiến khác nhau về vấn đề này. Cảm ơn bạn đã tìm hiểu cách thức hoạt động của tiền.